Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Minh Tú Official. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Như thường lệ thì Vân và lời nói đầu tiên xin chơi vai đá giữa đối phương và vùng chương chương đài. Chương đài thôi. Chương đài thôi, tôi hút đầu tôi bị lộn, mấy em tôi hoài thiệt á. Đó, vai đá giữa đối phương và chương đài thay mặt Minh Tú nè, thay mặt team của Minh Tú rửa lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người. Rồi, hôm nay là vai đá giữa đối phương và chương đài và nhóm team Minh Tú. Mình quay parody của chị Tóc Tiên nha mọi người nha. Là háo hức đây nè. Hồi sáng chân đài tới có bị lộn đường không chị? Đi cửa sau xong rồi đi qua chỗ công nhân. Nhà công nhân á đâu có biết đâu. Cưng đỡ. Chị kìa bóc ông nội gáp. Ông nó cũng ba mấy bốn mấy tuổi rồi, chở chị đi xào quần đi 4 5 vòng luôn. Chị phải gọi cho Phi, gọi cho người này, gọi cho Tú, gọi người này người kia hỏi là chỉ đường bây giờ anh gáp anh sao. Bóc nghe ông nằm, ông nội nó buồn ngủ hay gì, ông chở đi tùm lum tùm la không biết đường luôn. Ủa tôi phải chụp cái chỗ này, chụp cái chỗ kia, chụp cái này chỗ này đúng không Tú, chỗ này kia đúng. Trời ơi, chở xuống Bình Hưng, Bình Chánh gì đó má. Nó hồi chết rồi, trời ơi muốn buông xuôi luôn, muốn ngã ngửa, muốn trôi đâu mới trôi luôn đi. Trời ơi, cái gì mà sáng sớm mà cái gì vậy trời. Em cũng hơn anh đó là em đi tới cái nhà kia, em kêu anh dừng lại rồi để em xuống em hỏi. Thì xuống hỏi chị phải trong đây có studio không chị? Đúng rồi em, giờ đi vô mà đâu thấy studio, thấy giống như là công nhân mấy cái đồ trường. Làm nồi làm gì làm mấy hẳn nhơn đó, cho nên xong rồi gặp bé này nè, xong rồi nói ôi chị bên đây xe 2 rồi mới đi qua đó chứ em cũng không. Tại vì em thì không có gành về gáp hay là bút gáp hay là địa chỉ gì hết, em chỉ biết địa chỉ rồi nhờ người ta gọi gáp, mà bởi vì em đi tùm lum tùm la lộn đường thôi chết rồi. Chở chị đi qua bên vòng bên đây nè, ngay chỗ khu dân cư Dương Hồng vậy đó. Cái chị mới nói trời chú chở lộn đường rồi, đâu có đi mua nhà nào mà chở chị vô cái khu mà nhà cửa đâu cao, trời ơi mười mấy tấm, mười bốn năm tấm, bảy tám tấm, nó nói trời ơi có tiền đâu mà mua, trời hỏi nhà nào cũng hai mươi mấy ba mươi mấy tỷ mà bây giờ em có 1.2 triệu em ứng trước được không, còn chết rồi. Hôm nay là Minh Tú có một cái set quay rất là đặc biệt, bởi vì có tham gia của những cái gương mặt rất là chấn động của đài FM Megahead 800. Nhân vật đầu tiên của chúng ta là một chị người mẫu nổi tiếng của quận 5 thời thập niên 90. Xin mời chị Hoa Quỳnh. Đây. Xin chào các bạn. Hoa Quỳnh đây. Chị Hoa Quỳnh, bút chị Hoa Quỳnh khó lắm nha. Bút chị Hoa Quỳnh là gọi điện thoại cho chị Hoa Quỳnh là chị Hoa Quỳnh kêu là ví dụ như là bút sớm với bút trễ là chị Hoa Quỳnh bận. Đúng rồi. Rồi kiểu như là bút hỏi giờ deadline 9-10 giờ chị Hoa Quỳnh kêu là 11 giờ đi. Sáng chị Hoa Quỳnh cũng phải đi tập thể dục, uống cà phê rồi nhiều chuyện 8-36 câu chuyện. 11 giờ chị Hoa Quỳnh mới bắt đầu deadline đi quay hình được nha. Chị nói gì nữa. Đâu biết chị muốn nói gì nữa chứ. Lẹ. Đây, 6 giờ rưỡi sáng make up mà trễ giờ là đang con má, má này. Chị qua giang hồ sớm nhỏ. Chị Ba Hoa là tên của mẹ. Chị Ba Hoa nha, chứ không phải Ba Hoa nha, Ba Hoa là khác nữa đó. Hoa. Tin bên nhau ơi, tin ơi thật xinh quá. Mùa xuân mới tay đây rồi, tận lấy em cứ thấy chăm chú xa nhìn trẻ quá, thấy sớm quá. Nàng có biết quyết nào vậy xinh đẹp ơi, ô la 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 thơm nhớ. Gần quay cảnh gần cái nữa. Cái đó là cảnh xa. Cảnh này được chưa? Ổn đúng không?
Này, thực ra là vừa nãy là ba là em đang ở chơi, nhưng mà thì thường gì là một thằng ở chơi. Ngày hôm nay thì là kỷ niệm một năm mà hai đứa đã đi Đà Lạt với nhau, thì ngày hôm nay kỷ niệm lại. Hồi đó là em đâu có biết đó là bây giờ em nằm kẹp trên em đâu. Không nghĩ là bây giờ đi Thiên Hoa Hậu gặp bả luôn. Ôi đẹp trời. Hồi xưa bả tán tôi, hồi xưa bả tán hồng thường. Tán sách nút luôn. Sao không có chăm chị. Bây giờ mọi người đi Thiên Hoa Hậu. Chuẩn bị 4 năm ngày một tuần cho cái kịch bản chửi lộn 3 lần. Đâu có đâu, không có hề chửi lộn lần nào. Không có chửi lộn hả? Không, kịch bản mới chửi lộn. Nhưng báo giá khôn. Cũng là một cái, cũng một cái rất là đơn giản. Tao nghe kịch bản vui với cái bài ra. Đi taxi bút cho xa, taxi 300 ngàn lượt đi, 300 ngàn lượt về, bút cho 3 xe. In cái xe cá nhân chiên hết 1.4 triệu. Gãy làm đâu? Muốn studio hả mấy chị? 3 triệu 6. Đạo cụ gì bộ đồ bộ 205 ngàn. Đồ bộ mua tới 100, 120. Ngủ cái mua 205 ngàn. Mua cho 3 bộ xu. Em cảm thấy là em xu là em báo giá nó sai. Bị thuốc nguyên một cái cuốc dài. Ôi là dài luôn. Lẹ đây chị Hương Phương nguyên đêm chưa ngủ rồi đó. Không, chưa ngủ. Ngủ 2-3 tiếng luôn rồi. Bả đi hát rồi về sáng mới đi làm. Tim Thí Liễu xin kính chúc năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và chị em mình cái gì cái happy birthday. Có quay không vậy? À quên nữa, mọi người hãy hãy mọi người hãy hãy xem MV mãi. Mọi người hãy hãy mãi xuống cùng em. Mừng Tết đến là mới Tết nhà nhà, cái mây vàng còn đã hồng thắm tươi. Chúc cụ già và sống lâu sống thọ và năm mới Tết sang đầy sắc. Qua bên bếp hồng và đôi bánh trưng sang chờ xuân đang sang. Cảnh an nơi này có một người người đi hái lộc. Đẹp em xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong trên trọng lượng mũi máu. Ngày cái sau đủ. Trời ơi. Trời ơi. Tao bóc vậy thì gỡ ba rồi. Trời. 2 3 vô đó. Đó. Rồi quay lại vòng. Rồi, bắt đầu xếp hàng vô. 2 3 nhóm. Tay lên. Aerobic. Rồi, đưa tay ra phía trước. Rồi. Ok. Rồi, được chưa? Đi ăn thì lo ăn, đi không chịu lo ăn. Đang là để trang trang điểm cũng kia ở đây ngồi. Ờ, đó, cứ bài vậy đi. Ê, nè. Tự nhiên vậy nha. Bà này trời ơi, đang trang điểm chứ có xong lâu vậy đây ngồi làm chi mà trời. Tôi đang cho con ăn, các bạn cứ qua đây là quan quan thần lắm rồi. Cái vương miệng trên đầu này nó nặng quá vậy. Em cảm nhận được cái vương miệng á. Cả hai cây xúc xích. Nó ăn cắp quần cá sấu ở trong tập 2 đi ra luôn rồi má. Nó bật, nó bị tao nói là bị bạo hành động vật, cái nó ra nó nuôi nhỏ luôn. Hôm nay giận con gái đi, phải phi luôn chứ bộ. Đây nè, con gái bữa nay là cái làm gì vậy? Khóc con ơi, đừng khóc nha. Nhìn vô đây này nghe. Nghe đồn cái này là cái camera. Mà mọi người, mình không có phải là nhìn trên màn hình mà mình nhìn thẳng vô trong này nè. Đây nè, các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào các bạn. Xin chào.
Tụi mình đang ở quận Cam, thành phố Sài Gòn. Giờ này cũng khuya lắm, mọi người đang nhậu không có ngủ được. Ừ, tôi đang hát karaoke. Nhỏ lắm. Nít hàng xóm. Con gái tội nghiệp lắm. Uống cơm pho quá nên trắng hồng nè. Tội nghiệp lắm. Thích ăn xúc xích lắm. Ăn dương như cắm đầu. Ôi, cái mặt tôi nghiện nó vậy. Tôi thấy cái bụng rồi. Quay. Cho thấy đồ. Ai cầm cái này đi nè, của ai? Không biết tắt thì cầm đi. Sẵn quay hậu trường á. Da nó đã trắng hồng và thơm ngát mùi hương. Đừng có lít tung xuống. Dùng tay mè hiền chấp chính là con thần tài. Mong cho đến đi con trường thành công hơn nguyên dương của cha và mẹ yêu. Yêu yêu quá lại. Rồi, nhớ tôi ghê. Rồi tới khúc chùi chân mày. Xô nha. Quá trời. Trời ơi. Cái này ai quá hợp với em luôn. Còn lay out này cũng hợp chị luôn. Ăn xoài, ăn cà rốt. Ăn xoài nè, bắp nè, cà rốt nè. Chị nghĩ em giật spotlight cái vlog này luôn á. Nhìn cái đầu má là thấy cười đó. Xong cái show này nhỏ chúng gì, xúc xích. Thì em quảng cáo thương hiệu xúc xích thì cũng liên quan tới thương hiệu cá viên chiên của chị Vũ Thu Phương chứ. Các bạn hãy đến với 756 hả? 716. Các bạn hãy đến với 716 Trần Hưng Đạo quận 5 đối diện bệnh viện chấn thương chỉnh hình đang cá viên chiên của chị Vedette Vũ Thu Phương. Và bây giờ là người đẹp đại diện. Đây là người đẹp đại diện cho nhãn hàng công ty Vũ Thu Phương. Đó, xúc xích heo nha mọi người nha. Xúc xích bò không chị? Xúc xích bò phải nhắn tin trước 2 ngày. Để chị làm. Cho em 100.000 lộn xộn. Rồi ok. Cho em 200.000 lộn xộn. Ok, giờ chị chiên nha. Rồi chiên 100 với 200 lộn xộn. Rồi ra xe, cái xe chị chiên. Rồi xe chị lực. Xe chị phải coi gió thổi lực mẹ. Ê, tao nghĩ đúng không? Vui lên chị. Cười coi. Thôi, ký tên vừa nhận tiền giùm vô. Ký tên ngôi sao. Tặng bộ đồ 155.000. Châu Kim Sang. Quỳnh Thị Ánh Hoa.
Chén quá. Ghi chỗ chủ tịch nè chị. Dạ đúng rồi. Dạ đi cái chị, địa chỉ bên house của chị ra thì mẹ mong nhận. Đây là KOL chính nha mọi người. Chưa quay được trả tiền luôn á. Rồi. Cảm ơn cô. Sau tập 3 thì trong Kim Sang đã ghi lại rồi. Thì rất mong mọi người ủng hộ team Minh Tú cũng như là ủng hộ cho Sang. Thì mọi người hãy vote cho Sang để Sang quay lại vào đêm chung kết nha. Đó, mọi người hãy ủng hộ cho Châu Kim Sang để bước lại trong đêm chung kết của thành viên trong team Minh Tú nha mọi người nha. Và đá Vũ Đô Phương cũng như là lớn tuổi thì già quá, nói chung là cũng là chị trong nhóm của team của Minh Tú. Cho nên vẫn mong mọi người thương yêu với đá Vũ Đô Phương và thương yêu luôn Châu Kim Sang, thương yêu ba bạn còn lại. Cho nên mọi người hãy vote và chia sẻ. Đó, hãy bỏ phiếu vote cho Châu Kim Sang để mà bước lại trong đêm chung kết để Minh Tú đủ 5 thành viên nhé. Dĩ nhiên là bị loại chắc chắn sẽ kiểu cũng sẽ buồn, nhưng mà cảm thấy là phần thi của mình thì nó phụ thuộc vào những yếu tố khác nên là mình sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng mà chỉ có hơi buồn một chút xíu là khi mà mình kiểu mình ngồi lại mà mình biết không có gì để làm á, còn mọi người thì quá nhiều việc phải làm đi, mọi người phải vừa tập về training với lại huấn luyện viên, rồi mọi người phải thử thách những cái kiểu sao mình nhìn cái hỏi của mình bị kiểu bị chết dai không biết làm gì á, cũng hơi tủi khúc đó. Nhưng mà để coi lần sau khi tập 3 lên như thế nào, xong hy vọng là nếu như mọi người thấy cảm thấy là Sang có thực lực và Sang xứng đáng, hy vọng là mọi người sẽ bó cho Sang một tay để có cái vé quay lại và đêm chung kết. Thì em đừng lo, để chị bấm quẻ cho em sẽ trở lại đêm chung kết. Sẵn rồi quýt xuống quýt xe cha họ, điện quýt xuống Châu Kim Sang, Châu Kim Sang trở lại đêm chung kết. Sẵn nó quýt xa. Rồi chị bấm quẻ chị xong rồi. Chị bấm sao đi chị? Đó. Chị sẽ bấm quẻ cho Châu Kim Sang trở lại và cùng team Minh Tú để chiến đấu trong team chung kết. Cho nên mong mọi người thương yêu và nhớ ủng hộ team Minh Tú và đặc biệt là Châu Kim Sang. Chia sẻ, mình like, thả tim, comment các kiểu rồi đó. Đó thì mình cứ... Con cô bác ở gần hết xa. Rồi đó. Cầm điện thoại lên. Để chúng ta vô fanpage của chương trình Miss International Queen, chọn vào hình của thí sinh mà em thích, like và share và nhớ comment mạnh mẽ. Và trong tấm hình đó thì cái thí sinh mà bạn được các thí sinh mà bạn post thì sẽ có cơ hội nhiều hơn. Để chung là trở về vòng cũng mong mọi người đến khi tập mình phố rồi mọi người sẽ nhận những cái công tâm của ủng hộ tất cả mọi người và quan sát cái hành trình của Miss Sam. Bạn đã cũng nhớ rất là cố gắng mà thương yêu và ủng hộ Sam của Miss Sam để có một cái cơ hội cho tấm vé mới để quay trở lại đêm chung kết và trở lại thực hiện một cái ước mơ của mình. Cá sống thì nhờ nước, còn team Minh Tú sống thì nhờ những lượt chia sẻ, những lượt comment của tất cả mọi người nha. Nhớ bó cho Châu Kim Sang nhé mọi người nha. Lại la. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện bấm quẻ đi. Bấm quẻ. Chút nữa chị sẽ chỉ cho tụi chị em. Chị em chỉ nè. Châu Kim Sang thả nền show mai giá hạ những buổi xiên là sẽ là chơi cha. Châu Kim Sang trở lại đêm chung kết. Đó, rất là mong mọi người thương yêu những cái khúc mà vui nhộn của nhóm chị em.